Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Và hôm nay em sẽ dành ít phút đi dạo quanh Sài Gòn. Và không ngờ là hôm nay đông kẹt cứng luôn anh chị ạ. Em đang có mặt ở nhà thờ Đức Bà nha. Nhà thờ Đức Bà. Gần như đêm nay nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ là hai nơi mà người dân sẽ tập trung về đông nhất, cho nên khu này đang xảy ra tình trạng kẹt xe và gần như không có chỗ gửi xe luôn. Quá trời đông luôn anh chị ơi. Ở đây mà mình muốn tìm một cái vị trí để mà chụp hình thì cũng rất là khó khăn rồi. Mọi người đang đứng đây để mà chụp hình nhà thờ Đức Bà nè anh chị. Nhà thờ Đức Bà bên kia hôm nay sáng rực luôn. Gần như là họ đi hết đường dây điện, hết đèn nhấp nháy phía trên luôn. Và bây giờ thì mình qua kia cùng đi một vòng quanh nhà thờ Đức Bà nha. Rồi, quanh nhà thờ Đức Bà là kẹt cứng luôn rồi.
Đông quá anh chị, nhưng mà không có chỗ gửi xe luôn. Muốn gửi xe đi vòng vòng xíu mà gần như là không có chỗ gửi xe. Khỏe.
như bên trong bưu điện đang có ca nhạc anh chị ơi, mình cùng đi vào đó xíu nha. Bây giờ mình sẽ đi về phố đi bộ Nguyễn Huệ nha anh chị ơi. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai chủ nhật, thì sẽ đông hơn nữa. Bởi vì Sài Gòn mà, nó là Sài Gòn trung tâm của cả nước, nhưng mà cũng không có gì. Nếu mà ai sống lâu ở Sài Gòn rồi thì gần như là về đêm Sài Gòn chỉ có phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ngoài ra còn mấy cái công viên, bờ sông và mấy cái siêu thị, đại siêu thị thôi ha. Ngoài ra không có chỗ nào nhiều để đi chơi cả. Năm nay á, khác năm trước là năm nay nhà thờ Đức Bà thắp đèn sáng hết cả nhà thờ luôn, không riêng gì ở trước ha. Năm trước thì chỉ có là phía trước thôi anh chị à. Lúc này rất là nóng luôn anh chị. Lúc này mà mặc quần lửng áo thun thì mát, chứ còn quất thêm một cái áo khoác vô nữa thì nóng cực kỳ luôn. Thank you.
Bây giờ mình sẽ theo con đường Đồng Khởi để đi về phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây rồi, phố đi bộ Nguyễn Huệ. À, nhưng mà phố đi bộ Nguyễn Huệ thì hôm nay không có đông vui cho lắm thì phải. Ồ, chặn hết rồi anh chị ơi. Trời ơi, đông quá trời đông luôn anh chị ạ. Đường Pasteur. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sẽ có ca nhạc nữa nè anh chị. Thank you.